Hello, xin chào cả nhà. Đây là hình ảnh mà con rắn nó cắn con nhái, nó ăn con nhái mà mình quay lén được nha cả nhà. Nó đang cắn con nhái, nó ăn con nhái trong bụi lục bình rồi cả nhà. Nó đang nuốt con nhái nha cả nhà. Thấy nó đang nuốt từ từ không cả nhà. Con nhái này nhái xanh nha cả nhà, nhái cũng lớn nha, nó ăn nãy giờ nè. Còn ló hai cái chân của con nhái ra nha cả nhà. Cả nhà xem nha. Con rắn trước mặt cả nhà là con rắn nước nha cả nhà, rắn nước nha. Rắn này cũng trọng trọng nha cả nhà. Rắn này nuốt nhái rất là mau nha cả nhà, rắn này cũng lớn nè. Mùa này là cũng đồng mùa nước rồi nha cả nhà. Mùa nước nổi nha, nên mùa này rắn nước nó thích ăn nhái lắm nha cả nhà. Đi mà ở ngoài ruộng mà kêu nhái nó kêu ghé lên đó là rắn nó cắn nha cả nhà, nuốt sắp hết rồi nha cả nhà. Cả nhà xem nhớ like và đăng ký kênh nha cả nhà để ủng hộ kênh mình nha cả nhà. Gần đó nha cả nhà, gần nó không rắn nó không thấy cho nó thấy là nó bỏ nhái nó chạy liền nha cả nhà. Rắn rất là nhát nha cả nhà, đến cũng cách hơi xa mình quay đó nha cả nhà. Rắn này cũng lớn nha cả nhà, rắn này bắt là hầm đu đủ hoặc là xào lá cách là hai ba người nhậu được đó nha cả nhà. Nuốt sắp hết rồi cả nhà. Nước mồi này cũng nhỏ so với con rắn này nha cả nhà. Rồi nó nuốt xong rồi cả nhà, chắc nó chuẩn bị đi rồi đó cả nhà.